trên phim hình ảnh của bệnh nhân Ngô Thị Máu. Bệnh nhân bị gãy đầu trên, xương cánh tay, xương di lệch ra trước và xuống dưới. Bệnh nhân bó được hơn chục ngày. Hôm nay tôi xem phim và kiểm tra lại kết quả và tháo nẹp cho bệnh nhân. Bệnh nhân kèm theo bị gãy xương trụ, mảnh xương bong ra ngoài và di lệch lên trên. Bệnh nhân Ngô Thị Máu. Bệnh nhân còn kèm theo cả bị tràn dịch khớp gối do tai nạn giao thông. Đây là toàn bộ hai phim gãy đầu trên, xương cánh tay và gãy xương trụ bong ra ngoài. Bệnh nhân bó được hơn chục ngày. Thì hôm nay tôi ra tôi kiểm tra và tháo nẹp cho bà. Vâng, con chào bà. Bà bó được bao nhiêu ngày rồi bà? Tôi chả nhớ, hôm nay bó hôm nay là 13 ngày. 13 ngày à? Rồi. Hôm nay con ra con tháo nẹp cho bà nhé. Và kiểm tra cho bà. Tháo nẹp thì chưa tháo. Vâng. Bà yên tâm, con sẽ tháo nẹp cho bà. Đấy. Bà này bao tuổi rồi bà? Tôi 77. 77 à? Nguyên gì bị gãy đầu trên quay và gãy đầu trên khớp vai và đầu gối này hả bà? Thấy đâu mà gãy xương cái này? Tôi đi ăn cỗ. Ăn cỗ à? Dạ. Nào, nó được rồi bạn nắm tay nhỉ? Nước còn chảy. Con xem nào, con so tay nhỉ? Mà bác chia đây. Đấy nhá. Thì hai xương bên tay này là thẳng bình thường rồi. Đấy. Cái xương này nhá, em dặn là chị nhá. Chị ngâm nước muối cho em. Mình ăn nốt ngày cứu tần cho em, ngâm cho em nhá. Bây giờ cụ nắm cổ tay bình thường này này là khớp sẽ hết cứng nhá. Ngâm cho em nhá, sáng, trưa, chiều cho em. Bây giờ nó tháo nhẹ ra, nó ngâm, bây giờ nó ngâm á? Ngâm ạ, tí nó ngâm cho em ạ. Để cháu kiểm tra khớp vai của bà. Đấy, trước bà bị gãy đầu trên, đấy, xương cánh tay. Các bà tuổi cao rồi, đi lại rồi. Bà chịu khó tí nha, con lấy băng thun này ra. Bà mà quay mặt đi ạ. Đau rồi. Khớp vai của bà là ngày trước là sưng to, giờ là đỡ sưng nhiều rồi. Rồi. Cái cheo tay cho chị nhỉ? Thì em cho cheo tay đây. Để em kiểm tra cho bà khớp gối. Đây, bà cheo tay cho con để con kiểm tra khớp gối nhá. Khớp gối của ta hiện tại là hết xương hết phù rồi, mà hệ gân cơ hơi chẳng của bà xe hết rồi, nên vẫn còn một chút này thì bà rửa vết thương con hàng ngày nhà con là bà nếu mà buộc đá thì rửa nó không ạ à? Vẫn rửa chè tươi nước muối cho em nhé, đun chè tươi lên cho muối rửa này. Cái vết thương của bà là săn hết rồi, còn tí chỗ này thôi là khỏi rồi bà thằng nào nữa con rồi. Cái dịch này là tiêu hết xương rồi nhé, hết xương hết dịch rồi, hệ gân cơ mâm chày hết xuống hết là tốt rồi. Bây giờ cho bà đứng một tí nhé để tôi kiểm tra. Không, đứng được lại chia không đỡ vai cũng đau. Vâng, không đỡ vai đâu. Đi từ đây ra sân. Bước nha con ạ. Bước nhỉ. Vâng, bước nhỉ. Rồi đi được mà đi nhỉ. Rồi, cứ đi được rồi, thì là tốt rồi. Đau nhỉ, đau chân rồi. Vâng, cứ đi tự nhiên thôi em. Mới đầu phải đau ít rồi. Đau, rồi. Đi rồi.
đi hết vòng ra đến kia rồi đi vào và đặt rồi. Thôi mà chia gì mà cứ làm đi ra đi 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 ra vào cứ đi nè không à cứ đi ra vào này cứ thoải mái ra con cũng nhé phải cố đau cố đi ra con rồi con ạ rồi ba chị bỏ ra tự vào đi này tự vào đi chị bỏ ra rồi đi nè rồi tốt lắm rồi đấy. Rồi, cô đi đi ạ. À, cô đi đi ạ. Rồi. Đây là tốt rồi. Không, cuốn thôi nè. Nè, bây giờ mình đi xuống giường. Nè, mình đi xuống giường. Vâng, thì là tốt rồi. Còn được. Rồi. Nhân nhó là đau. Đau à? Không đau đâu mấy ạ. Bây giờ em giải thích cho chị nhé. Cái chân này này. Cái chân này chị ngâm nước muối cho em nhé. Đấy, ngâm nước muối cho em. Đầu gối của bà ngày trước là bị tổn thương hay mâm chày, cơm gối và gân cơ thế chẳng nhé. Thì còn tí chỗ này thôi, rửa vết thương là tuần nữa là sẽ hết. Đây, chị hàng ngày ngâm nước muối cho em nhé. Cho một cái vào xô sơn đấy, đun lá nốt này, ngả cứu cần xương sông lên, xong cho muối vào. Cả xương sông. Cả xương sông đó, xương sông làm nó mềm gân xương mà, thấm ngông. Còn trên vết thương này rửa cho em mềm khoảng tuần trẻ tươi rồi nhé. Trẻ tươi muối hết cái này. Cái khớp gối này thì ngâm cho em nhé. Còn cái vết thương của bà bây giờ nó xe rồi thì phải bôi nghệ cho em. Bôi nghệ tươi nhé, nghệ già ấy. Củ cam già cũng tốt, làm giá nghệ ra. Mắt cái nước cốt của nó. Bà bôi cho em. Cái sâu này, cái khen này, cái bông. Đúng ạ. Rửa ra. Tiếp kiệt mà chị bôi vẻ rửa qua nước muối sinh lý cho em nhé. Không để khô, bôi nghệ cho em. Đây. Hàng ngày chị ngâm nước muối cho em này. Vào cái khớp vai này. Xương quay này. Và xương bánh chè khớp gối nhé. Thì cũng hết bình thường này. Còn này cổ chân này nhá. Đấy, cụ phải vận động cho con ạ. Đây, chân không ạ, vận động cổ chân nó thuần. Chén đi thì nó nhuần hơn và thuần hơn. Đấy. Thì cụ con bó cái hôm nay là 13 ngày. Là mức độ xương của cụ là tốt, là tiền là tốt rồi. Xương vai và can này, xương đầu nhân quay của và can rồi mà khớp gối và cũng là hệ sụn nhất là can hết rồi. Là hết dịch này. Đấy, hết phù, hết xương rồi. Thể gân cơ thần kinh của bà ổn rồi. Bà đi lại cho con. Từ bây giờ bà không được nằm nữa. Bà đi cho con, thường xuyên cho con nhé. Đi 10 đầu, 1 hôm đầu bà đau lên một tí. Sau hết đau, mà sau 1 tuần sau hết đau. Là bà bình thường cho con. Vì dịch của bà, khớp gối bà là hết hoàn toàn rồi. Còn tí vết thương này thôi thì là hết. Là bà uống thuốc thêm cho con một ngày nữa là hết cái dịch này. Có phải dùng kháng sinh? Không ạ, không phải dùng kháng sinh nhỉ. Bây giờ hết dịch rồi, hết viêm rồi, cơ săn rồi. Bà thì uống thuốc cho con về sinh cơ thôi. Cái thuốc của trong con đưa đấy. Thì cho hết cái này này. Cái khớp gối này của bà sẽ hơi cứng thì chị ngâm nước muối vận động cho bà nhá. Đi lại thường xuyên cho con. Bà bao nhiêu ngày không đi được ạ? Gần một tháng đi được ạ. Đấy. Thì bây giờ bà đi được thì bà cảm giác thế nào? Đi được thì tốt, có thể sớm đấy nhỉ. Rồi, đây con cảm bà nhá. Vâng, thì bà khỏi là